cân bằng phương trình OCR khử siêu nhanh. Thế thì ân là chúng ta sẽ xử kiểu số 1, một chất khử, một sản phẩm oxy hóa. Các em nhìn chưa? Một chất khử, một sản phẩm oxy hóa. Thế thì ở bên trong cái kiểu này thì bây giờ các em tập trung và để ý vào đây nhá. Tập trung và để ý ở đây. Nhá, tập trung và để ý vào đây. Chúng ta có một cái vấn đề như sau. Là khi mà làm những cái bài này thì bước đầu tiên là chúng ta cần phải xác định được đúng số oxy hóa. Bước đầu tiên chúng ta cần phải xác định được chính xác số oxy hóa. Bước 1 đấy ạ. Và mình xác định được những anh nào có sự thay đổi số oxy hóa. Nhá. Mình có đây, đầu tiên này. Phương trình số 1. Phương trình số 1 ở đây kiểu số 1 của chúng ta là một chất khử và nó tạo thành một sản phẩm oxy hóa. Thì ở phương trình số 1 này, mình có này. Đầu tiên bước 1 là xác định số oxy hóa. Các bạn nhìn nhá. Đồng là 0 này. Đúng chưa? Đồng này dương 2 này, thay đổi chưa? Nitơ này dương 5, hiđro lúc nào cũng dương 1. Oxy lúc nào cũng trừ 2 rồi, không thay đổi rồi. Nitơ này là dương 2. Đúng chưa? Vậy mình nhìn thấy như bọn có sự thay đổi số xóa nhá. Thế là mình xác định được bọn thay đổi số xóa là đồng này thành đồng dương 2 này. Nitơ dương 5 này thành nitơ dương 2 này. Được chưa? Thế là bước 1 xác định được những cái thằng có sự thay đổi số xóa. Bước 2 lấy số xóa bên trái trừ số oxy hóa bên phải. Lấy trị tuyệt đối nhá. Bước 2 là lấy số xóa bên trái trừ số xóa bên phải. Ví dụ này, đồng 0 trừ đi đồng dương 2, 0 trừ 2 bằng 2, trị tuyệt đối mà âm 2. Thì mình lấy 2 đây. Được chưa? Tiếp tục này. Số xóa bên trái này, nitơ dương 5 trừ số xóa bên phải nitơ dương 2, 5 trừ 2 bằng 3. Vậy 3 đây. Ok chưa? Bước 3 mình vất chéo. Đây. Vất chéo lên đây. Là mình sẽ được gì? 3 vất lên đây là 3 này. 2 vất lên đây là 2 này. Vậy ở đây mình đang có là mấy đồng này? Bước 4 mình đi bảo toàn nguyên tố. Mình đang có đây, 3 đồng bên này thì bên này phải là 3 đồng. Đến nitơ này. 2 nitơ. Được chưa? Cộng với 2 nhân 3. 2 x 3 là 6. 2 cộng với 6 là 8. Vậy 8 nitơ điền đây. Cuối cùng mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro. 8 hydro mà chia cho 2 hydro đây còn 4. Được chưa? Bước cuối cùng nữa là mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy xem hai vế bằng nhau không. Oxy bên vế trái bằng 8 x 3 bằng 24. Cộng với oxy bên vế phải 3 x 3 là 9. 9 x 2 là 18. 18 cộng 2 là 20. 20 cộng 4 là 24. Bằng nhau. Vậy phương trình này của thầy cân bằng đúng. Và hệ số của nó sẽ là, hệ số tối giản nhất nó sẽ là 38324. Đấy, các bạn nắm được chưa? 38324. Đây là một phương pháp cân bằng phương trình cực kỳ nhanh. Thầy vừa hướng dẫn chậm chậm để cho tất cả các bạn và các em đều cùng có thể hiểu được. Được không ạ? Các bạn hiểu chưa? Thế thì mình cân bằng xong rồi nhá. Mình còn phải xác định. Đây, để bài yêu cầu chúng ta là xác định chất khử. Thế thì mình xác định chất khử như thế nào? Thì mình đọc khử tăng. Đấy, có nghĩa là cái anh nào là chất khử thì nó sẽ có số xóa tăng. Vậy mình nhìn thấy là đồng dương 2 này. À, đồng không tăng thì đồng dương 2. Vậy suy ra chất khử là Cu. Được chưa? Vậy chất oxy hóa O giảm. Vậy số xóa của nó phải giảm. Nitơ dương 5 về nitơ dương 2 giảm chưa? Vậy là chất oxy hóa là nitơ dương 5 ở bên trong HNO3. Ok. Đấy nhá. Các bạn hiểu chưa? Đấy là cái cách chúng ta làm những cái câu như thế này để mình xác định được đâu là chất khử, đâu là chất oxy hóa. Đúng không ạ? Đấy, nó rất dễ. Rất dễ. Các em thấy cách của thầy nó kinh điển không? Dã man không? Bây giờ chúng ta thử sang làm cái phương trình số 2 nhé. Mình cùng thử làm cái phương trình số 2 xem nào. Mình cùng thử làm cái phương trình số 2. Thì bước 1 mình vẫn là đi làm xác định số oxy hóa này. Sắt của mình là sắt 0 này. Sang bên này là thành sắt dương 3 đúng không? Bạn nào mà chưa nắm được về xác định số xóa thì phải coi lại cái bài xác định số xóa của thầy nhá. Tiếp theo anh này là nitơ dương 5 này. Thì biến thành anh này là nitơ dương 2 này. Được chưa? Vậy mình sẽ lấy số xóa bên trái trừ số xóa bên phải này. 0 trừ đi 3 thì bằng trừ 3. Vậy chỉ đối trừ 3 là 3.
dương 5 trừ đi 2 thì bằng 3. À, ở đây lại có điều đặc biệt. 3 chia 3 thì bằng 1 chia 1. Mình phải lấy cái thằng tối giản nhất. Và giờ mình vất chéo. Mình vất anh 1 lên đây. Mình vất anh 1 này lên đây. Ta sẽ có 1 1 1 sắt. 1 nitơ cộng với 3 nhân 1 là 3 nitơ, 1 cộng 3 bằng 4 nitơ. Đếm hydro. 4 hydro chia 2 bằng 2. Được chưa? Vậy hệ số ở đây chúng ta sẽ là 1 4 1 1 2. Và chất khử của chúng ta khử tăng sắt 0 lên sắt dương 3 là sắt. Chất oxy hóa của chúng ta O giảm, nitơ dương 5 về nitơ dương 2. Vậy là nitơ dương 5 trong H2O3. Ok chưa? Các bạn hiểu chưa? Các bạn hiểu cách làm chưa? Xịn không? Nếu mà xịn thì chấm một cái để thầy biết nhé. Nếu mà thấy xịn thì nó chấm một cái để thầy biết. Đây là một cách cân bằng phương trình oxy hóa xịn sò nhất mà thầy hướng dẫn dành cho tất cả các bạn em. Nó hướng dẫn chúng ta cân bằng được mọi loại phương trình oxy hóa khử luôn. Rồi, rất là cảm ơn cả nhà. Nào, câu số 3 nào. Các bạn cùng làm cho thầy câu số 3 đấy. Bạn cùng làm và comment cho thầy xem nào. Hệ số của phương trình số 3 là bao nhiêu? Hệ số nhá, hệ số nhá. Skill hơi bị xịn luôn. Hệ số của phương trình số 3. Các bạn cùng nháp đi, cùng làm đi ạ. Cùng làm và comment thật nhanh cho thầy hệ số phương trình số 3. Hệ số phương trình số 3 bằng bao nhiêu? Cùng comment xuống dưới nha, cùng comment xuống dưới nha. Đấy, đấy, làm nhanh như vậy mà, xịn vậy mà. Rất tốt. Các bạn khác nữa. Nào mình cùng làm nha, các bạn cùng nhìn nha. Sắt 0 này. Lên sắt dương 3 này. Đúng chưa? Sắt 0 lên sắt dương 3 này. 0 trừ 3 bằng 3 trị đối này, 3 này. Nitơ dương 5 này. Nitơ dương 4, 5 trừ 4 bằng 1. Vất chéo. Vất chéo. Vất chéo 1 lên đây. Đúng không? Vất chéo 3 sang đây. Mình có 1 sắt. Mình có 3 nitơ này. Cộng với 3 nitơ nữa là 6 nitơ này. 6 nitơ này, 6 hydro này chia 2 bằng 3 này. Hệ số chúng ta là 16133, rất dễ đúng không? Quá dễ dàng và đơn giản. Cực kỳ xịn sò luôn. Thế thì ở đây mình sẽ có chất khử. Khử tăng sắt 0 lên sắt dương 3. Chất khử là sắt. Chất oxy hóa số xóa giảm nitơ dương 5 về nitơ dương 4. Chất oxy hóa là nitơ dương 5 trong H2O3. Ok chưa? Xịn chưa? Xịn chưa? Nó dễ lắm các em ạ. Nó dễ cực kỳ luôn ý. Các em thấy cái chiêu này, cái skill này có thể san bằng, san bằng mọi khoảng cách, giúp cho chúng ta tăng tốc độ trong việc cân bằng phương trình không? Nào câu số 4 đó. Nhớ là mình nắm được cách này, mình ra lớp mình dạy các bạn đấy nhé. Dạy các bạn khác đấy nhé. Nào câu số 4 đó. Nào cùng làm thử xem nào. Cái phương trình số 4. Phương trình số 4 ra cái gì? 4 à? 4 à? Các bạn cùng làm đi, cùng comment hệ số 4 xem nào. 4 ra gì ạ? 4 ra gì ạ? 4 ạ. Đồng cộng với lại H2S4 để tạo thành COS4 cộng SO2 cộng với lại H2O. Nào đồng cộng H2S4 để tạo thành COS4 cộng SO2 cộng H2O. Đây, thấy có mấy bạn comment rồi này. Nhanh tay lên các em. Nhanh tay lên ạ. Đồng cộng H2S4 để tạo thành COS4 cộng với lại SO2 cộng với lại H2O. Nào, Cu cộng H2S4 này. Dễ mà đúng không? Nó quá dễ luôn ý. Đây các bạn cùng quan sát nhé. Cực kỳ dễ luôn. Đây mình sẽ có này. Đồng của mình là đồng 0. Biến thành đồng dương 2. Đúng không ạ? Bước 1 về xác định đúng số xíu ạ.
đồng không biến thành đồng dương 2. Vậy là không chuyển thành dương 2 thì là không trừ đi 2 thì bằng trừ 2, chi đối của trừ 2 bằng 2. Xịn chưa? Tiếp tục là gì ạ? Lưu huỳnh của mình là lưu huỳnh dương 6, đúng không? Lưu huỳnh dương 6 chuyển về lưu huỳnh dương 4. 6 trừ 4 bằng mấy ạ? 6 trừ 4 bằng 2. Thấy chưa? Vậy đây là 2, 2. Mình sẽ có là 2 chia 2 thì bằng 1 chia 1. 2 chia 2 bằng 1 chia 1. Vậy mình vứt 1 lên đây. Mình thả 1 lên đây. Mình thả 1 lên đây. Mình thả 1 còn lại lên đây. Vứt chéo nhau nhé. Đây, 1 để vứt lên đây. Đây, chéo nhau. Vậy mình sẽ có là 1 đồng. 1 lưu huỳnh cộng với 1 lưu huỳnh là 2 lưu huỳnh. Ở đây là 2 x 2 là 4 hydro này. Chia cho 2 còn 2. Đấy, vậy hệ số chúng ta nó sẽ là gì ạ? Nào, 1, 2, 1, 1, 2. Được chưa? 1, 2, 1, 1, 2. Vậy ở đây mình sẽ đi xác định là đầu chất khử đâu ạ? Chất khử đâu? Đây, chất khử là chất nhường e. Số xóa nó tăng. Không lên dương 2. Đúng chưa? Đúng tăng chưa? Vậy chất khử ở đây là đồng. Tiếp tục chất oxy hóa. Chất oxy hóa chúng ta. Đồng khử tăng o giảm, số xóa nó phải giảm. Lưu huỳnh dương 6 về lưu huỳnh dương 4, 6 trừ 4 bằng. Đấy, 6 xuống 4 mà đúng không? Vậy nó là chất oxy hóa là lưu huỳnh dương 6 ở bên trong anh H2SO4. Ok chưa? Các bạn hiểu chưa? Các bạn hiểu skill này chưa? Xịn. Đây các bạn cùng quan sát anh số 5. Sắt của chúng ta từ sắt 0 lên sắt dương 3 đúng không? Lưu huỳnh từ lưu huỳnh dương 6 về lưu huỳnh dương 4 đúng không? Được chưa? Số xóa bên trái trừ số xóa bên phải này, các bạn quan sát này, bên trái trừ bên phải. Vậy mình sẽ có này, 0 trừ đi 3 bằng mấy ạ? Bằng 3, trị tuyệt đối mà bằng 3. Nhưng các bạn lưu ý này, ở đây có 2. Vậy là 0 trừ đi 3 phải nhân với 2. 3 x 2 bằng 6, phải điền 6 đây này, bởi vì đây có 2 sắt mà. Các bạn thấy chưa? Khác nhau chưa? Đây lưu huỳnh dương 6 về lưu huỳnh dương 4, 6 trừ 4 bằng 2. Đấy. 6 chia 2 bằng 3 chia 1. Và bây giờ mình vất chéo. Đây vất chéo. Đây mình vất chéo 1 lên đây. 1 lên đây, 1. Mình vất chéo anh 3 lên đây. Vậy đây là 3. Vậy ta sẽ có, ta sẽ có 1 x 2 là 2 sắt này. 3 lưu huỳnh cộng với 3 x 1 nữa là 3 cộng 3 là 6 lưu huỳnh này. Đến video 6 x 2 bằng 12, 12 chia 2 bằng 6. Và cân thì chúng ta có thể thử lại bằng oxy. Được chưa? Đấy, thử lại oxy mình có này. 6 x 4 24, 4 x 3 12 cộng với 3 x 2 là 6, cộng với 6 nữa là bằng 24. Bằng nhau. Xịn chưa? Thế skill thầy xịn chưa? Thế skill thầy xịn chưa? Thế thì ở đây nhá, bây giờ mình sẽ có này, chất khử nè. Khử tăng, sắt 0 lên sắt dương 3. Chất khử là Fe. Chất oxy hóa, O giảm. Đây dương 6, về dương 4, 6 trừ 4 bằng 2. 6 trừ 4 bằng 2, đúng không? Là lưu huỳnh dương 6. Trong cái này là số 4. Ok chưa? Các bạn đã hiểu cách làm thầy chưa? Nào, sang anh số 6 đó. Sang anh số 6. 6 là cái 6. 6 đó. 6. Cân bằng nhanh cho thầy xem hiểu số, hệ số bằng bao nhiêu. Anh số 6 nhá. Cân bằng nhanh xem hệ số bằng bao nhiêu. Phương trình số 6 mình sẽ có này. Kẽm của mình là kẽm, kẽm bao nhiêu, kẽm của mình là kẽm bao nhiêu, là kẽm 0 lên kẽm dương 2 này, 0 trừ 2 bằng 2 này, trị đối á. Lưu huỳnh là lưu huỳnh dương 6 về lưu huỳnh 0, 6 trừ 0 bằng 6, 2 chia 6 bằng 1 chia 3, vứt chéo lên đây, đây là 3, đây là 1, 3 kẽm, 1 lưu huỳnh cộng với 3 lưu huỳnh là bằng 4 lưu huỳnh, đến video 4 x 2 là 8, 8 chia 2 bằng 4. Vậy hệ số chúng ta là 3, 4, 3, 1, 4.
34314. Vậy bây giờ hoàn toàn mình sẽ có. Bây giờ hoàn toàn mình sẽ có. Bây giờ mình sẽ có này. À, đếm oxy này, 4 x 4 16. 3 x 4 12, 12 cộng 4 là 16. Được chưa? 12 cộng 4 là 16, vậy là hai vế nó bằng nhau. Hai vế bằng nhau là hoàn toàn chính xác. Bây giờ mình đi xác định chất khử. Khử tăng kẽm 0 lên kẽm dương 2. Đúng chưa? Chất khử là kẽm. Chất oxy hóa là lưu huỳnh dương 6 về lưu huỳnh 0. Lưu huỳnh dương 6 trong H2SO4. Ok chưa? Đấy, đây là phương trình số 6. Nào các bạn cùng làm cho thầy phương trình số 7, phương trình cuối cùng của cái anh ví dụ số 1. Mình có này. Kẽm của mình là kẽm 0 lên kẽm dương 2 này. 0 trừ 2 bằng 2. Lưu huỳnh của mình là dương 6 về lưu huỳnh trừ 2 này này. 6 trừ đi trừ 2 là bằng 8 nhé. 2 chia 8 bằng 1 chia 4. Vậy mình vất 4 đây. Mình vất 1 đây này. 4 kẽm 1 lưu huỳnh cộng 4 lưu huỳnh là bằng 5 lưu huỳnh. 5 x 2 là 10 hydro. 10 hydro chú ý phải trừ 2 hydro ở đây là còn 8. 8 chia 2 là còn 4. Vậy số chúng ta là 4, 5, 4, 1, 4. Và rất nhiều bạn quên không trừ 2 rồi đây này. Mình đến lại oxy này. 5 x 4, 20. 4, 4, 16. 16, 4, 20 chính xác. Vậy mình sẽ có chất khử. Khử tăng, kẽm. Chất oxy hóa là lưu huỳnh dương 6 trong H2SO4. Ok, các bạn nắm được phương pháp này chưa? Xịn không? Xịn không? Quá xịn còn gì nữa, làm gì có gì xịn hơn. Xác định tỷ lệ số phân tử HNO3 đóng vai trò là chất oxy hóa với số phân tử HNO3 đóng vai trò là môi trường. Đấy, nó khó ở chỗ này. Thế bây giờ mình làm cái một trước đã. Bước một mình vẫn cứ với cân bằng này. Các em nhìn kỹ nha, mình cân bằng này. Magie của mình là magie 0 về magie dương 2. 0 trừ 2 bằng 2, vậy đây là 2. Nitơ của mình là nitơ dương 5 về nitơ dương 4. 5 trừ 4 bằng 1. Đúng chưa? Bây giờ mình vất chéo này. 1 vất đến đây, 2 vất đến đây. Vậy mình sẽ có 1 magie, 2 nitơ. Đúng chưa? Cộng với 2 nitơ nữa là 4 nitơ. Mình đếm hydro, 4 hydro chia cho 2 còn 2. Cuối cùng mình đếm oxy. 4 x 3 12, 3 x 2 là 6, 6 x 4 là 10, 12, đủ chưa? Còn chưa? Và đây mình sẽ có chất khử khử tăng là magie. Chất oxy hóa O giảm nitơ dương 5 về nitơ dương 4 là nitơ dương 5 trong HNO3. Và bây giờ đến một cái phần khó nhất là phần xác định tỷ lệ số phân tử HNO3 đóng vai trò là chất oxy hóa với số phân tử HNO3 đóng vai trò là môi trường. Thì bây giờ mình sẽ có là tổng cộng tham gia cái phản ứng này là mình có 4 phân tử HNO3. Kết thúc phản ứng HNO3 đi hai con đường. Con đường thứ nhất là chui vào gốc NO3 trừ. Đây, có hai gốc NO3 trừ. Hai gốc NO3 trừ. Và hai NO2. Thế mình nhìn nhá, anh này là nitơ dương 5, anh này là nitơ dương 5, vậy không thay đổi số oxy hóa. Đúng không? Vậy mình sẽ suy ra là có hai phân tử HNO3 là môi trường. Nó không thay đổi số oxy hóa. Thế còn này, nitơ dương 5 về nitơ dương 4 thay đổi chưa? Giảm đúng không? Vậy là chất khử. Vậy ở đây mình sẽ có hai phân tử HNO3 còn lại đóng vai trò là chất oxy hóa. Vậy là xác định tỷ lệ giữa số phân tử HNO3 đóng vai trò là chất oxy hóa là có 2 này. Vậy tỷ lệ nó sẽ là 2 chia này, đóng vai trò môi trường là có 2 này, 2 chia 2. 2 chia 2 thì bằng 1 chia 1. Các bạn hiểu chưa? Nó rất dễ. Nó dễ cực kỳ luôn ý ạ. Cực kỳ dễ. Ok chưa? Xịn không? Xịn không ạ? Phương pháp này thì xịn không? Nào, mình sang cái anh số 2 các bạn. Anh số 2 nhá, các bạn cùng quan sát nhá. Các bạn cùng quan sát nhá, anh số 2 nhá. Đây, anh số 2. Anh số 2 này. Mình có này. Nhôm không? Nhôm không? Lên nhôm dương 3 đúng không? Nitơ dương 5
về đi tô dương 1 đúng không? Các bạn nhìn kỹ nhá. 0 trừ đi 3 bằng 3. Dương 5 này trừ dương 1 này, dương 5 trừ dương 1 bằng 4. Nhưng đấy có 2 này. 4 phải nhân 2 phải bằng 8. Nhá, dương 5 trừ dương 1 bằng 4, 4 nhân 2 là 8. 8. Vậy mình vất 8 lên đây, mình vất 3 sang đây. 8 nhô. 3 nhân 2 là 6. 6 nghi tơ cộng 8 nhân 3 24, 6 cộng 24 bằng 30. 30 đây. Mình đếm hydro, 30 hydro chia 2 bằng 15. Vậy hệ số chúng ta là 8. 30, 8, 3, 15. Bây giờ mình thử lại bằng oxy nhá. Mình có này 30 x 3 là bằng 90. 8 x 9, 72. 72 cộng 3 là bằng 75. 75 cộng 15 đúng bằng 90 luôn. Hai vế bằng nhau, vậy là cân bằng đúng. Giờ mình xác định chất khử. Chất khử của mình nhìn là nhôm rồi, tại vì số xóa nó tăng. Chất oxy hóa của mình nhìn thấy là nitơ dương 5, số xóa giảm thì nitơ dương 1. Vậy là nitơ dương 5 trong HNO3. Mình nhìn thấy có 30 phân tử HNO3. 30 thằng HNO3. Thì nó chui vào hai anh. Đấy, chui vào gốc NO3 trừ là 8 x 3 là bằng 24. Còn lại chui vào N2O là 3 phân tử N2O. Vậy suy ra đề bài hỏi này. Chất oxy hóa trên chất môi trường thì chất oxy hóa ở đây sẽ là 3 x 2 là 6. Chất môi trường đây là 24. 6 chia 24 được bằng 1 chia 4. Ok chưa? Xịt luôn đi. Đúng không em? Nào anh số 3 nào. Anh số 3. Anh số 3 nhá. Kẽm này. Kẽm của chúng ta là kẽm 0. Về kẽm dương 2 đúng không? 0 trừ 2 bằng 2 này. Nitơ dương 5 này. Về nitơ 0 này. Các bạn để ý này. 5 trừ 0 bằng 5. 5 x 2 là 10. Vậy mình có 2 chia 10 bằng 1 chia 5. Mình vứt 5 lên đây. Mình vứt 1 lên đây. Mình sẽ có là 5 kẽm. 1 x 2 là 2 nitơ. 2 cộng với 10 là 12. 12 nitơ. Đến hydro. 12 hydro chia cho 2 thì còn 6. Vậy hệ số chúng ta là 5, 12, 5, 1, 6. Thử lại bằng oxy nhá. 12 x 3 bằng 36. 5 x 2 là 10 x 3 là 30. 30 cộng 6 đúng 36 luôn. Cách có thể giảm an không? Mình có này. Chất khử, khử tăng, kẽm 0 lên kẽm dương 2. Chất khử là kẽm. Chất oxy hóa, khử tăng ho giảm, số xóa giảm này. Dương 5 về 0. Vậy là nitơ dương 5 trong HNO3. Giờ làm nhanh hơn. Đấy, số phân tử HNO3 oxy hóa, đóng vai trò là oxy hóa. Thì đây là 1 x 2 là có 2. Chia cho môi trường là 5 x 2 là 10. Không thay đổi. 1 chia 5. Xịn xò chưa? Xịn xò chưa? Cái cuối cùng anh số 4 này này. Các bạn nhìn anh số 4 này. Anh số 4 này là các bạn hay bị lừa lắm. Các bạn hay bị lừa rất nhiều. Ở cái anh số 4 này. Các bạn cũng quan sát nhé. Anh số 4 này chúng ta xem chúng ta bị lừa như nào nhé. Đầu tiên này. Magie của chúng ta là magie 0 này. Chỗ này thì ghi nhầm rồi, chỗ này phải là magie nhá. Về magie này là magie dương 2. 0 trừ 2 bằng 2. Nitơ này là nitơ dương 5, về nitơ này nitơ trừ 3, thằng này dương 5 không thay đổi, không quan tâm. 5 trừ đi trừ 3 bằng 8. 2 chia 8 thì bằng 1 chia 4. 2 chia 8 bằng 1 chia 4. Mình vứt 4 lên đây. Mình vứt 1 sang đây. Vậy mình sẽ có là 4 magie. 1 nhân 2 nitơ, trong 2 này có 2 nitơ và 1 nhân 2 bằng 2. 2 cộng với 4 nhân 2 là 8, 2 cộng 8 là 10, 10 nitơ. 10 nitơ này bây giờ vậy là 10 hydro, 10 hydro chia cho 2 còn 5. Đếm oxy 30 này. 4 nhân 6 là 24, 24. Từ từ. 4 6 24 24 1 25, 25 cộng 5, đúng rồi, 30 chính xác. Và mình sẽ có chất khử là magie. Chất oxy hóa là nitơ dương 5 trong HNO3. Được chưa? Có cái hệ số là chất oxy hóa chia chất môi trường thì ở đây này chỉ có 1 NH4 thôi, nên là chỉ có 1 HNO3 đóng vai trò chất oxy hóa rồi. Còn môi trường này 4 x 2 là 8 này, cộng 1 gốc này nữa là 9. 1 chia 9. Đấy. Các bạn thấy cách này có thể xịn không? Nếu thấy xịn thì nhớ chia sẻ, hướng dẫn cho các bạn khác nhé. Bởi vì đây là một cái cách mà giúp chúng ta cân bằng công trình cực kỳ nhanh.
Nếu bạn nắm chắc thì thực ra thể nói là 30 giây thì vẫn còn là quá là dài, thực ra nó chỉ mất tầm 5 đến 10 giây để cân bằng phương trình thôi. Và đây là một phương pháp phá đảo của phương pháp khác. Xin chưa? Nhớ bảo các bạn nhá.